Xin chào các bạn, xin mời các bạn chúng ta hôm nay cùng tham quan cái chợ Tam Phước. Xin được giới thiệu tới các bạn, đây là chợ Tam Phước. Chợ Tam Phước này nằm ở phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vâng, đây là cái quang cảnh cái khu vực chợ Tam Phước đấy. Vâng, trước cửa cái chợ này thì có cái biển tên rất là to là chợ Tam Phước. Ở đây chợ Tam Phước bốn xung quanh cái chợ này thì đều có cái đường. Đường đi vào chợ Tam Phước này rất là rộng này. Đấy quý vị thấy đấy, các bạn thấy đấy. Đây là cái đường này rất là rộng này. Tức là bốn mặt thì đều có đường, đều có lối vào chợ Tam Phước, mà cái chợ thì nằm ở giữa, bốn xung quanh là có đường, cái đường cũng rất là to đấy. Còn đây là kia là những cái rặng cây, ở phía sau cái rặng cây kia là cái khu công nghiệp mà Tam Phước. Phía sau rặng cây kia là cái khu công nghiệp mà Tam Phước. Còn đây là cái đường này, cái đường nó rất rộng. Phía trên kia thì có cái đường dẫn từ khu công nghiệp mà Tam Phước đi vào phía cái chợ này. Bây giờ là hồi ngang chiều cho nên là công nhân thì nhiều công ty vẫn còn đang hoạt động. Cho nên là cái lượng người vào cái chợ này cũng có ít thôi chứ chưa có nhiều. Chứ khoảng gần tối thì là công nhân bắt đầu tan ca thì người ta ra đây mua sắm thì nhiều. Bây giờ đang cái lúc ngang chiều. Trong chợ này thì cũng đã lác đác là cũng có người đi mua đồ rồi, mua hàng rồi. Và những người kinh doanh buôn bán ở đây thì người đã chuẩn bị các mặt hàng. Ở đây thì người ta bán như là thịt này, thịt lợn này, tôm, cua này, cá, rồi là trứng, các loại rau củ quả. Vâng, cũng đã có người đi chợ rồi. Thì đây là cái lúc cũng là ngang chiều nhưng mà gần tối chút rồi. Cái chợ này thì cái lúc mà chiều tối đấy, gần chiều tối mà công nhân tan ca thì rất là đông. Người ta tới đây người ta mua hàng. Khu vực xa xa kia là người ta bán quần áo, bán giày dép. Tức là người ta bán kiểu di động đấy. Người ta trưng bày ra cái khu vực này người ta bán. Rồi khả năng là người ta lại chuyển ra khu vực khác người ta bán. Người ta mang xe, mang tất cả các đồ nghề đi người ta buôn bán. Cái chợ Tam Phước này thì cái số lượng lớn là công nhân tới đây mua sắm, nhất là cái lúc tầm chiều tối lúc tan ca đấy thì là rất là nhiều công nhân ra đây mua sắm các mặt hàng, các đồ dùng thiết yếu. Đây là họ trồng những cái cây đây, cây gần chợ. Và cái khung cảnh ở đây rất là thoáng đãng, có rất là nhiều lối để vào chợ, mà đường ở đây rất là rộng. Còn cái phía sau rặng cây kia là cái khu công nghiệp Tam Phước đấy. Đây họ làm đường rộng, đây là có các cái hệ thống điện nữa, trồng cây. Vâng, đây là chợ Tam Phước, thuộc phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đây ạ. Dạ vâng,
Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem video ạ. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị ạ.